Bây giờ anh Tuấn với Quỳnh Lam, vừa nãy hai bạn nước ngoài đã phải thi với nhau mà làm rất là xuất sắc. Nhiệm vụ mới, Adi cho các bạn 5 phút để tạo kiểu tóc mới cho hai bạn. Thời gian bắt đầu. Dừng lại, đùa thôi. Cái đó không phải như thế đâu. Đấy, đừng tin Adi quá. Thực ra nhiệm vụ đang nằm ở đây, nhưng mà chưa hết là các bạn sẽ phải đổi chỗ với nhau. Đoán tên các loại nông sản, thành viên nước ngoài bị bịt mắt giờ và miêu tả luân phiên 10 loại rau củ quả mà mình đã mua trong thử thách mua đồ tại chợ Hà Giang cho thành viên đội mình đoán. Mỗi đội chỉ được đưa đáp án một lần, trả lời sai nhường quyền trả lời cho đội đối phương, mỗi đáp án đúng được một điểm. 1, 2, 3. Ok, Katia thắng. Trước. Món đầu tiên dành cho Katia, 45 giây để mô tả bắt đầu. Ơi. Là quả gì đó, nó to. Hơi to ấy. Không nhỏ lắm. Rồi gì nữa? Nó có đuối. Nó để cho con gì ăn? Người ăn hay sao? Mát, you know. Sạch nước mát, sạch nước. Quả cà rốt. Sai. Thôi, đừng nói nữa. Quỳnh Lam. Chân giấy. Sai. Wow. Đây, không phải trả lời. Bây giờ, món đầu tiên dành cho Jeremy. 45 giây bắt đầu. Quả trái cài để có một giống nhau một vú, không biết tên nhà nhưng mà giống nhau một vú lấy sữa at the bottom, có mập nhưng mà trên lâu hơn, nhỏ hơn, có lẽ màu xám, có lẽ màu cam, về chút nặng. Xin lỗi, chút khó lắm. Sai. Anh Tuấn, vú sữa. Sai. Sai. Bí phải không? Có lấy vú sữa sai. Cái gì đây? Bí đỏ. Bí đỏ. Bí, yeah, bí. Món thứ hai. 45 giây, bắt đầu. Ok, anh ơi, đây là củ nhá. Không phải là củ, đây là một rau ấy. Hình tròn nhá. Xanh xanh ấy. Nó rất nhiều quả cà chua nhưng mà nó màu xanh, không phải là cà chua đâu. Nó có trong tên, có tên như con cá ấy. Like a fish. 15 giây. You know, bắt đầu cá. Like something like gì, you know. 7, 9, 8, 9, 6, 5, có đuối. 4, nó như cà chua nhưng 3, màu xanh. Quả quýt. Sai. Sai. Quỳnh Lam. Quỳnh Lam, đúng rồi. Quỳnh Lam, trả lời đi. 5, 4, 3, 2, đoán đi. Cà pháo. Sai. Là quả cà pháo mà. Không phải là cà pháo. Cà bát. Cà bát. Cà bát. Món tiếp theo dành cho Jeremy. Rất là nhỏ về giống nhau một màu. It's very delicious. You can make it for juice. We eat before in the bus, right? Yes, đúng rồi. Anh yêu trên xe buýt, Android. Okay, tell me, can he give us, right? Yes, we eat together. Hai. Quả cam. Sai. Not a cam. Anh Tuấn. Small quả quất. Sai. Quýt, không phải là quất. Quả cam. Quất. Quất. Quýt. Oh my god. Quả này, đây là quả hoa quả ấy. Chắc là hoa quả. Nó trông như quả sầu riêng nhưng mà không phải là sầu riêng đâu. Và nhỏ nhỏ ấy, nhỏ giống như tay của anh. Nó có đuối. Rất là đặc biệt. Nó em chưa bao giờ thấy quả này. Hôm nay là lần đầu tiên thấy nhá. Thế thì 5 quả 3 su su. 2 3 thôi. 15 măng cầu. 2 Bác ơi không biết luôn. Quả gì? Dứa. Cái này gọi là quả dứa. Ơi ai? Giống nhau một dưa liễu nhưng mà không phải là dưa liễu, không thơm. Không phải là trái cây. Rau này is a vegetable. Nếu ăn nhiều bị mập. It doesn't have a seed. No seeds. And it's pretty heavy. And they probably eat it in Russia. Một. Hết giờ. We love. Đoán đi. Mướp. Sai. Anh Tuấn. Quả bầu ý. Sai. Khoai. Món tiếp theo dành cho Katia. Cái gì đây? Đây là quả nhỏ giống như quả dừa.
mà rất là nhỏ, còn rửa nhỏ ấy, chẳng biết quả gì đây rồi. Cái gì? Quả su su. Sai. Đường. Quả gì mà lại nhỏ? Trời em ơi. Quả cao. Cao. Sai. Quả cao. Quả gì đây? Chám. Ôi trời ơi. Cái này mà mình còn không biết thì người nước ngoài người ta biết làm sao được bây giờ. Oh, okay. It's very similar to the last one. But it's different. you can peel the skin a little bit and 15 giây. It smells it's a vegetable called rau. It's a vegetable. The color I think it's tan color, maybe red. But I don't remember. Okay. Thank you. Yeah, it's not an apple. Hết giờ. 15, run đi. 5 giây. 4 3 2 1. Này đi. Sai. Anh Quân. Quay sọ. Đúng rồi. Wow. Cái gì? Mà sao lại biết? Chỉ là đoán thôi. Có khoai lang rồi phải tính đến khoai sỏi. Đây là món cuối cùng dành cho Katia. 45 giây bắt đầu. Quả này anh nói trước rồi nha. Quả xanh dài dài ấy, màu xanh ấy. Nó it's not smooth. Not smooth nha. Có đuối ấy. Nó dài. Hai từ giống nhau. Hai lần, nói hai lần. Hai từ giống nhau. Su su. Hai. Sai rồi, sai rồi. Quyên làm đúng rồi. Ba. May mắn, chúc em may mắn. Một. Run đi. Thôi vậy. Ôi, quả bầu bí. Sai. Quả bầu này. Ôi má ơi, quả này rất đáng. Anh đâu có nói đâu. Anh chưa em, nói. Em tưởng là vừa nãy. 30 giây nữa. Su su. Su su vào. Ok. Bây giờ, cảm món biết. Cuối cùng dành cho Jeremy. Ok. It's similar to an orange. And the inside has many little small red things, so delicious. You eat them and they have a seed, so you spit out the seed. So it's quite heavy a little bit, but it's similar to a boy, like a grapefruit. Similar to boy. Giống như boy. Okay. Cam? Sai, không phải cam. Oh, cam không có nipple mà. Anh Tuấn, 5 giây. Nhanh. Không. Sai. Thế là thử thách này cuối cùng đã đi rất là bất ngờ. Vì 9 món là không ai đoán, một món thì anh Tuấn đoán. Anh Tuấn với Katia được 1 điểm. Cũng khó quá. Nhưng mà thực ra do ngôn ngữ rồi do người chơi bị mắt, nếu mà bản thân Tuấn được bị mắt mà đoán diễn giải cho người bạn đồng hành của mình thì chắc người bạn đồng hành mình cũng không hiểu đâu. Bây giờ mình kết thúc nhiệm vụ này ở đây. Bây giờ mình di chuyển giành địa điểm tiếp theo để thực hiện nhiệm vụ tiếp theo nhá. Chào mừng hai đội đến với những lá cờ của Adi. Đây, mỗi bên 2 cái. Bây giờ mình sẽ phải làm cái gì với lá cờ? Chắc có thể là cắm cờ. Chỉ đưa hoặc là... Yeah, đi lên núi. Đi lên núi. Thực ra nhiệm vụ của cái bạn này làm. Trong thời gian quy định 15 phút, hai thành viên mỗi đội dựa theo bảng mã truyền tin bằng cờ để ra hiệu cho nhau đi kiếm và mang lần lượt 3 món đồ mà chương trình quy định về đích. Trong đó, thành viên nước ngoài sẽ ra hiệu bằng cờ, thành viên Việt Nam sẽ đi kiếm đồ. Mỗi món đồ mang về đích đúng yêu cầu được 2 điểm. Oh, hiểu vấn đề chưa? Là cái này. Cờ chỉ cờ. Cái này, cái kia. Mỗi cái nó có ví dụ như thế này là A hoặc là số 1. 15 phút chính thức. Bắt đầu. Tôi bận con dao vậy. Con này con dao luôn. Lại cái này ha. Trời ơi.
2 phút quá, còn 13 phút. Ok. Chưa xong. Tìm cái gì đấy? Trong nhà có cái búng gì không? Cái búng không? Có. Cảm ơn. Wait. Woo. Okay. Lại quên. And no. Anh ơi, cho em quả gấc. Ok. Cái nào? Cái bên tay phải hay bên tay trái? Ok, anyway. Không hiểu ý. Ok. Jeremy, Katia, come here. Bây giờ mình bắt đầu kiểm tra nhá. Jeremy, cái đầu tiên là cái này. Quả gấc. Món đầu tiên mà anh Tuấn đưa cho Adi là cái này. Còn dao. Đúng rồi. Món thứ hai mà Quỳnh Lam đưa cho Adi là cái này. Cây bung. Theo anh Tuấn, cây bung là cây ở dưới đúng không? Dạ. Đó là cây bung. Cây bung.
cái bún. Không phải là cái này, là cái này. Cái món đồ cuối cùng mà Quỳnh Lâm đưa cho Adi là cái này. Jeremy, biết đây là cái gì không? Con dao. Không phải là con dao. Đây là con dao. Còn đây là cái lồng. Đây, món cuối cùng của anh Tuấn. Quả gất. Chúc mừng các bạn. Kết thúc nhiệm vụ này là đội của anh Tuấn với Katia làm rất chuẩn, được 6 điểm. Đội của Quỳnh Lâm với Jeremy cũng làm rất xuất sắc, nhưng mà không xuất sắc bằng đội kia. Chỉ có một món đồ đúng, thế là chỉ được 2 điểm thôi.